Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa phơi vơi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu, bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ thoáng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió gào, tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Dù xa nhau đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái xét đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh. Ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, con cóc liêu xiêu một câu thơ, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ, Hồ Tây tim mơ.
chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chiêu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Lòng có mong em đâu bên cho yên một bóng thuyền. Lỡ đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta duyên em lỡ làng. Ba chim bay nổi một chuyến xa ngang, thì trong gánh gãy giữa đang thuyền quyên trống trải vô vàng. Từng đến suối lệ tuôn tràn, bao nhiêu bên bóng trong trong đời, thời còn gái cũng còn.
mưa trắng cả một trời quang trì. Cơn lũ đầu nguồn như từ thiên niên kỳ, không xứng mà đổ xuống quê
trên bờ đê, hương gió đông ùa về, chiếc lá nó giò sương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài, giò sương ướt cay khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Em bé thơ ngủ yên trong cánh tay mẹ hiền, như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với đông. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chăn cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn, mẹ
chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Phố xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ. Khúc này là gần tới mộ của mẹ mình rồi đó. Gần tới mộ của mẹ rồi hả chị hai? Nãy giờ hai đứa mình đi lâu quá, đi đường dài quá chị hai ơi. Út có mệt không? Dạ em mệt có chút xíu à chị hai. Kìa, mộ của mẹ mình ở đó kìa. Dạ, hay là bây giờ hai đứa mình ngồi xuống bày đồ rồi thắp nhang cho mẹ nha chị hai. Ừ. Em ba cây, chị ba cây nha. Dạ chị hai. Mẹ ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, hai chị em con tới đây thăm mẹ nè. Út bây giờ cũng lớn lắm mà mẹ ơi. Dạ đúng rồi mẹ, bây giờ cũng lớn lắm rồi. Mặc dù á là con chưa thấy mẹ lần nào hết trơn á, nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Chị hai ơi, không biết là chị hai giống mẹ hay là em giống mẹ nữa ha chị hai? Chắc Út giống mẹ, tại vì em gái của chị đẹp mà. Thôi từ sáng giờ đi cũng đường dài rồi, còn trong nỗi cha bố con bơ vơ đi theo người, cậu đem về cưu mang vì thương cháu khác xưa. Cho người
đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ sinh hai con ra mà mẹ không thể lo lắng, thương yêu, chăm sóc cho hai con. Nhìn hai con như thế này mẹ đau lòng lắm, nhưng mà mẹ không thể làm gì hơn được hai con à. Hai à, con là chị lớn, con phải biết chăm sóc lo lắng cho Út nha con. Hai đứa cố gắng nương tựa nhau mà sống nha hai con. Mẹ, đã tới lúc mẹ phải đi rồi hai mẹ con ơi. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ hai tụi con nữa mà mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Hai, mẹ ơi, chị Hai, mẹ đừng bỏ hai đứa con nữa mà mẹ ơi. Mẹ về thăm hai đứa mình đó em. Chị Hai ơi, chị Hai ơi, em thấy có ai đâu chị Hai ơi. Chị Hai đừng có làm em sợ nha chị Hai ơi. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Chị Hai ơi. Trời ơi, rõ ràng là mẹ ở đây mà. Mẹ chị Hai, chị đừng có như mẹ vậy nữa ơi. Đâu mà chị Hai. Chị đừng có làm em sợ nữa mà chị Hai. Cho ước mơ
sau cuối. Yêu đương không tròn thôi, giá từ đi em ơi. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi tiếng nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ tâm hồn tàn điếu thôi. Khóc chi trời mưa buồn hát hiu, lòng mình thầm nhớ vào đường yêu. Đêm mấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tát mưa mùa ngâu. Tiễn chân người đi, buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Đừng nhìn em bước bên trời.
lắm trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mới 20 năm, cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiên. Thank you.
dây tơ trùng cũng lỡ phim cho khúc hát ai ân từ đây lỡ. Bầy chim én bay ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng em như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiền, thì đừng đến xuân giao thừa im tiếng pháo mai úa sắc bên hiền, thì đừng đến xuân ơi. Như anh lùi bước chậu ơi cho dĩa ốc len luôn vậy ơi. Nè em mang đi em. Em mang đi. Cả đêm sóng bóng chót thu bé lại tự bắn một cô gái. Bây giờ gì đâu mấy đứa con nít nói bay lớn mẹ. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua tụi con nhỏ mà hát nhận người lớn không vậy? Mấy nhạc này trốn quá thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Vô. Và theo lời yêu cầu, con xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Mẹ ơi, con mong sau năm tháng xưa quay
rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Hay quá con ơi. Rồi đó. Thank you.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba, thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin con. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng khắp sâu trọn đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Con đỏ lẻ loi.
lòng chỉ hai trò nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất, rất thương cha. Mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nó, nhưng mà bây giờ mới kể, hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không muốn kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội
nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cả lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay, cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy. Rồi hơn nữa mẹ bỏ nó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Đêm hoài vậy. Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công ông có trả, mà ông còn mắng em nặng nhẹ.
sao vậy? Chuyện là sao, kể hai nghe coi. Tết vừa ngồi đây em mời ông đắm dài. Tuy rằng á, hai con mắt á, ông cứ nhìn qua nhìn lại mà ông cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ông thức ông mê. Nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu còn phải đưa tay mà nghe ông chơi. Thôi em đừng buồn nữa. Ôi trời, nhạc đâu sớm dữ vậy? Em anh làm gì vậy? Thì nhạc xung của anh hai nhảy có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bảng mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gân lọc cho ông ngỡ giò. Tai ông gõ miệng ly còn ông cứ nhịp lia, bỗng có một cô gái đẹp ơi là đẹp đi qua. Ông liền nhớ chiếc lò xo, xô bàn đứng dậy xì ra dính quần. Ông liền nói trầm lôi định chửi em một mạch, rồi à đành à đi. Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức, em mới ơn. Nhưng mà nghĩ lại á, cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đã đòi tiền lại? Có, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách. Anh đi đi, rồi em đi theo. À, em theo em mới nói thưa ông, xin ông dừng lại cho em ba. Đồng. Ê trời ơi tụi. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á mà em tan gan nát ruột luôn. Nhìn đồ nghề á mà nước mắt cứ rưng rưng. Em của anh bị rí bom, tìm đâu mua thuốc kỹ năng đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á là em của anh á bị rét ba hôm rồi. Em tính á là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó, mà giờ á người ta không có trả tiền, rồi làm sao đây? Trời ơi, thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi em đừng có buồn nữa ha. Đồ nghề của em á em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè, em cầm đỡ đi ha. Rồi theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh dài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắp. Anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không. Em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún
bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày. Phần em đã no rồi, anh lo mua thuốc cho mấy đứa em. Mua bao dài viên kỹ năng cho em anh uống rồi mình lại đi. Vậy bây giờ hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh dài tiếp ha. Dạ. Đi, đánh dài đây, đánh dài đi. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại bến phà xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn quân năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo không bảy xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi đã bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này ha, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho, bận vừa y chờ. Đó được, ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á cha con mình ăn sang bữa, bây giờ mệt ngồi nghỉ cha thấy con. Rồi chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, lên, vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Dòng sông lăng đang tràn sang cõi bờ, vững lòng trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, dặm sông lăng tấn đông lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình sẽ xua kim ngàn đời không. Xin lỗi bà con nghe, không sao đâu con, đi thay đồ đi con.
À, không sao không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. À, dạ dạ xin cảm ô bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha, bữa khác quay lại con nha. Rồi nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về, hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ có. Vậy tao lột được. Nè. Rồi, ăn kia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ. Rồi, dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Rồi, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai cái chính á mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà có xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đánh gặp cha, giờ xin con về ở với mẹ mà cha giữ quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi nhưng cha không cho tôi đi vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai ghép chính này đây, mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền, phải không cha? Mày cha. Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con, mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia bà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Con biết thằng nào
khi lên xe nó gửi cho cha bịch tiền với bức thư này nè. Cha, nó kêu cha đọc kỹ nha cha. Cha ơi, cha tha lỗi cho con nha cha. Con biết khi con xa cha, xa anh chị, nghe làm cho cha, cho anh chị thêm buồn vì đêm ngày thương nhớ. Nhưng con không thể vô tình khi thấy cha đang ngày càng tiều tụy xác thân. Gánh nặng gì con trong cảnh đói nghèo, áo bạc màu cơm chẳng đủ no. Sông lây lớn qua ngày, cha nhường phần cho con đẻ được no cơm. Bệnh trong người cha lại dấu che, những đêm rỡ gió gạch đàn, con mãi nghe tiếng cha bệnh tình. Thành ơi, cha biết tìm con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính, hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải đau lòng. Cha hãy xem như chưa từng lầm con ở góc nhờ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa vắng, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa, vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn giai dùng thơ, chỉ năm già bé bảy nhớ văn mùng cho cha mỗi lúc điền về. Còn bé tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lâm trọng bệnh, sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi! Mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hổn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mấy đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nó là gia nhờ đó. Em đâu rồi Thành ơi? Về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi! Mẹ Hiền có thấy Thành không? Con khổ giờ đã xa nhà già, trời xa bờ nước con sông đã từng nuôi con.
đời không quan. Thành ơi! Cha! Đừng bỏ cha nghe con ơi! Đừng bỏ với anh chị! Xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà khi có hai chị em
Cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Bảo Cường và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Là cô chú tưởng đâu con miền Thưa Tây. Quý vị, đây là một cậu bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con từ làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Hiện bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh rẫy nương xanh, con chuôn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xôn xao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thương hát ở ngoài đồng, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cường á, vay tiền ngân hàng nhiều, bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả, thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Vào đấy thì làm tài xế chạy xe, công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi quá đêm, sáng ngày sau hôm sau mới về được. Vừa tối thì vào đấy thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung một, bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ thì chỉ có vài đến nhiều lúc làm cả một năm tần tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh song ca nhị. Nếu được giải, con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch á, bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô à. Cô chú xin được chúc mừng con, tới đây ôm hôn. Thank you.
dịu dàng nhắn nhắn cắt nhanh lúa thơm ngát thương hai mùa. Đẹp ông bà ba trắng xa bàn tay dịu dàng nhắn nhắn cắt nhanh lúa thơm ngát thương hai lên cười lên. Bầu sang pha rẫn yêu vô chờ giữa nhân nhớ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ tống bàn chân quán quanh quanh quẩn dòng thủy chung bóng dừa dương áo mộng in đậm chừng
Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gương mặt tiếp theo. Thôi màu
về đây. Quý vị vừa rồi là ca khúc dân gian đương đại, ca khúc Son, với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta, nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào tám vị sáu vị ban giám khảo. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Nãy giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có vũ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ơi, quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mang là mang con sao là tung phải tính là tính tình tình ô tình tình ta nghĩ sao sang sông tình bằng ai mang con sao sang sông ý tình bằng ai mang con sao sang sông ý. Đúng là như vậy, chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt và chú đã nghe các làng anh, làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vì cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên, mà nếu như con xin ở vùng quê khác, làm sao con có thể làm được như thế này. Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ quyết định. Hợp luôn áo với cô luôn nè, hay ghê. Trời ơi, đại gia đình hợp dữ vậy. Đồng cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết, dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây, có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sẵn giờ cô bán hơi ế. Trời ơi. Cô giỡn cho vui vậy thôi, để con đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái thì hát thì màu. Cái mở ra, ô anh Bạch ơi, con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay. Cái đó là không có bàn cãi rồi, con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh. Cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con. Và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Chúc mừng. Cảm ơn ca sĩ Như Triều Vũ. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể đó. Cái đó mới là cái quan trọng nha con. Bây giờ sẽ là quyết định của Vĩnh sẽ thuộc về vị huấn luyện viên nào? Xin mời. Con phải tự quyết định nha. Là quyết định đúng. Vũ Trang. Cái ánh mắt bé hướng về. Chú Vũ Trang. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc về, dường như trong gió tóc đang nói gì. Lắng nghe dừng tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng nát mơ màng. Dường như em đã lang thang qua đây dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm một chiều im nghe tóc anh. Về mơ màng một chiều mây trôi đứng. Phải chỉ mình bên mất mê mà xuân sống say trong chiều để mai buồn bây giờ bao chiều sai nắng say
tộc ta nói gì nè, đáng nghe giùm tôi. Người đâu đó nghe trống gió thoảng, tiếng ngất mơ màng, dường như em đã lưng tâm qua đây. Giới thiệu đôi nét về mình đi và lý do vì sao lại chọn cái khúc tóc hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Quảng Ngãi ạ. Thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc tóc hát của nữ ca sĩ Đăng Trang? Dạ tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào, hãy em quay lại cho mọi người xem nè. Đó, dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn sáu huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài tóc hát. Hai nói nghe nè, bây giờ ôn lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn tóc hát đi. Một đoạn tóc hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi, gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, cô... Hãy để cho cái bài hát tóc hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc. Rock alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát rock alternative nữa. Tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chết khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau, nếu như con chọn về đội của cô, có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát tóc hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Quên lời. Bảo nói vậy bảo quên lời rồi. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có phe. Cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của cô chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều và cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị nói anh ơi, đây đây. Anh chị nói đi. Đúng rồi. Các con thân mến, trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt dục. Các con biết không, có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 1-4 à. Thiệt. Còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè, đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Chim Quyên. Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú
chú gì từ bí văn rồi bí... không được người lên tiếng. Đài phát thanh Đại Nghĩa tạm dừng, chúng ta nghe đài phát thanh Cẩm Ly. Dạ chị Tư, em giận quá chị Tư. Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói. Nghe, bà chị tôi mới hiền quá mà. Cho nên mấy người ăn thịt bà hả? Trước khi ăn thịt bà thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Trời ơi, em minh dịch chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng. Trang Đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình. À, sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu và cô Trang am tường về mọi thứ. Ồ, đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên, người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi, chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Đó. Chứ còn bây giờ rần rần quá, cô Ly rần không lại. Chị Ly ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. À, chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ thay cho tụi con thêm. Chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô. Chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của hai bạn. Các bạn sẽ chọn đội của ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa hay ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch ạ. Xin chúc mừng các bạn.
chưa. Dễ thương chị ơi, chị tàu kìa chị. Trời ơi, vỗ tay cho hai đứa con gái của em đi mấy anh chị. Em cứ càng lên. Chị ơi, không ai giành giật cho mình hết, lên nhận con. Trời, trời ơi, chưa nhận xét. Thì đứng trước, tôi đóng dấu trước được không? Thích nhất cái đoạn hai đứa nhỏ đó diễn. Trời ơi, chị ơi, chị tàu kìa chị. Chị ơi, chị tàu kìa chị ơi. Quang
ước mong chờ mong, mấy nhiêu rồi ít ngóng trông, vui cùng phong nổ rượu. Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi, con đến từ Đà Nẵng. Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước.
Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt, tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Hôn chú gái coi. Cái bé này có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình, được không? Cái thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được, cảm ơn đội của ca sĩ Dương Kiều Vũ và nghệ sĩ Thu Trang.